Thưa quý vị và các bạn, Liên Hợp Quốc vừa chính thức phê chuẩn đề xuất của Jamaica lựa chọn ngày 17 tháng 2 là ngày phục hồi du lịch toàn cầu. Mục đích của quyết định này nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng lại du lịch thế giới để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững. Tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York hôm ngày 6 tháng 2, tổng cộng 94 quốc gia đồng tài trợ cho nghị quyết công nhận ngày phục hồi du lịch toàn cầu. Bộ trưởng Du lịch Jamaica Hon Edmund Ballet đã bày tỏ vinh dự và hoan nghênh quyết định này. Ông Ballet trước đó đã thành lập Trung tâm Quản lý Khủng hoảng và Phục hồi Du lịch Toàn cầu, huy động các bộ trưởng và lãnh đạo từ khắp nơi trên thế giới tham gia vào trung tâm để tăng cường các nỗ lực hỗ trợ lẫn nhau.